xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món kẹo ăn vặt, đó là mình sẽ làm món kẹo lạc. Ở trong miền Nam thì gọi là đậu phộng. Hôm nay mình nguyên liệu để mình chuẩn bị làm món kẹo đậu phộng này là 200g. Cái này là lạc tươi, 100g đường. Các bạn có thể gia giảm cái lượng đường thêm hoặc bớt, khoảng 100 đến 150 cũng được nhé. Mè trắng mình đã rang sẵn và một trái chanh. Bây giờ mình sẽ mang lạc này đi rang nhé. Mình sẽ cho một chút xíu muối đây cho đấy, mà mình cho lạc vào mình rang. Mình cho chút xíu muối vào để cho cái lạc của mình nó rang, nó không bị cháy á. Còn lát sau mình rang xong thì mình sẽ bỏ cái muối này đi. Mình rang như thế này là được rồi. Mình tắt bếp rồi, mình tắt bếp rồi. Bây giờ mình sẽ cái gỗ mình lọc cái bỏ cái phần muối này đi. Trong lúc mình làm xong cái đậu phộng thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị hai cái này. Nếu mà các bạn có cái khuôn để mình làm bánh á, thì mình có thể đổ vào khuôn làm bánh, còn không thì mình cứ tận dụng những cái gì mà trong nhà mình có. Đây là hai cái mà trong cái cà mê đựng cơm á, mình dùng hai cái này. Mình sẽ dùng khuôn để đổ kẹo nhé. Mình sẽ dùng thêm mình sẽ dùng thêm khoảng 2 cái bánh đa nem để mình lót xuống cái khuôn này, để lúc mà mình đổ sẵn, lúc mà mình lấy lên nó được tiện. Trước khi mà bỏ cái bánh này vào đây thì mình sẽ cho vào đây một chút dầu ăn để cho cái khuôn này của mình nó trơn á. Mình xoa đều nó đi cho nó trơn. Đây mình làm như thế này là bạn, lát nữa mình sẽ đổ cái kẹo nó vào đây. Đó, mình thành một cái khuôn rồi đó. Các bạn có thể nếu mà mình có giấy nến á, thì mình có thể làm giấy nến thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà đây thì mình tận dụng những cái gì mà có trong nhà, không vì mình làm ăn chơi thôi, mình cũng không phải là làm chuyên nghiệp, mình làm nhiều á. Nhưng mà mình làm ăn chơi nên mình sáng tạo, mình bỏ những cái gì mà có trong gia đình thôi. Đây mình sẽ bỏ hai cái để lát nữa mình đổ kẹo vào. Bây giờ mình sẽ làm đến mình làm kẹo nhé. Ở đây mình cho khoảng 100ml nước và mình cho cái phần đường của mình vào. Mình không cần quấy nhiều đâu, mình cứ để cho đường nó sôi lên nhé. Nước đường sôi lên thì mình sẽ cho vào đây nửa trái chanh, mình lấy nước cốt. Mình sẽ nấu cho nước đường thì làm nước đường keo lại. Nước đường của mình sắp được rồi, một xíu nữa mình để cho nó keo lại một xíu nữa là được. Đây cái nước đường của mình nó kẹo lại như thế này là làm được rồi. Cái này được rồi đó ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu phộng và cái mè của mình vào nhé. Nó tẹo lại rồi. Đây, mình sẽ cho cái phần đậu phộng vào trước. Đây là cái phần mè. Mình trộn đều nhé.
phun thì phải đổ lúc mà cái kẹo của mình nó còn nóng thì nó mới đổ được nhá, mình để nguội thì mình thời rất là khó đổ. Đây các bạn, đây là kẹo lạc mà mình đã để cho nó nguội, mình lấy ra khỏi cái khuôn này đó. Này, cái bánh đa này thì mình lấy mình bỏ nó đi cũng được, còn ăn cũng được, vì cái bánh đa này bánh đa nem của mình ấy mà. Đấy. Thật ra thì nếu mà mình làm cho nhà ăn thì thường thường mình không có đổ vào khuôn, mình đổ vào khuôn này là để mình cắt ra cho nó đẹp thôi. Chứ nếu mà mình làm nhà ăn bình thường thì mình chỉ cần bỏ vào mấy cái bánh đa nem này nè, mình nướng nó lên, nướng bánh đa nem lên rồi mình dàn ra cho cái kẹo của mình nó nguội đi và ăn rất là ngon, y như kiểu mình ăn kẹo cu đơ vậy đó. Cái của mình nó cái nếp nó đó. Cái bề mặt của nó rộng lạc với lại vừng nó ấy nó chắc lại như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình cắt rồi nhé. Đây là miếng kẹo mà mình vừa cắt xong này. Nó rõ rồi đó các bạn. Khi mà mình cắt cái kẹo này thì mình để cho kẹo nó nguội rồi mình cắt. Mình cắt thì mình bỏ đây vào cái con dao á, là mình bỏ một chút dầu ăn nhé. Mình bỏ một chút dầu ăn để cho cái kẹo nó không dính vào cái con dao nhé. Đây mình cắt ra như vậy và mình để ngoài mình ăn thôi. Cái kẹo này thì để thêm một chút nữa thì nó sẽ giòn hơn. Ăn nó rất là giòn mà. Bùi bùi, béo béo mà ngọt á. Cái này nếu mà mình muốn, cái này nó có cái chanh nên là nó cũng không ngọt lắm, mà kẹo thì phải ngọt rồi. Mình có thể trời đang mưa ăn này uống nước trà. Ở ngoài Bắc thì uống nước trà, còn ở trong Nam này thì mình không biết là kẹo này thì ăn chắc là người ta uống nước trà thôi. Ăn chơi thôi, kẹo này làm ăn chơi thôi chứ ăn nhiều cũng ngán lắm, tại nó béo á, cái đậu phộng này nó béo lắm. Rất là ngon, làm như thế này là thành công rồi các bạn. Video thực hiện món kẹo lạc của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn.